Và quay trở lại với chương trình, chúng tôi vẫn sẽ gửi đến cho quý khán giả những bản tin mới nhất của ngày hôm nay. Dạ thưa anh Nam Quang, bây giờ mình có bản tin nào tiếp theo? Vâng, thưa quý vị, cái bản tin cũng rất là vui cho Tổng thống Donald Trump và cho những người yêu mến ông, là thưa quý vị, là ông Tổng thống Donald Trump đang khởi kiện ngăn cho tiểu bang Nevada không có công nhận cái kết quả là ông Joe Biden đã chiến thắng. Thưa quý vị, thì chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đệ đơn lên tòa án Nevada nhằm ngăn chặn cái tiểu bang này không có certify, đó quý vị, giống như cô Mỹ Linh hay nói là như là công nhận cái kết quả chiến thắng của ông Biden. Thì cái đơn kiện của chiến dịch của Tổng thống Trump yêu cầu tòa án ra phán quyết rằng là ông Tổng thống Donald Trump phải được công nhận là người chiến thắng trong cái cuộc bầu cử ở Nevada, hoặc là phải hủy kết quả bầu cử ở tiểu bang này, không công nhận người nào là chiến thắng cả. Thì nguyên đơn là một nhóm thành viên của đảng Cộng Hòa được đảng này lựa chọn làm đại cử tri. Thì nếu mà ông Trump thắng phiếu phổ thông ở bang Nevada, 6 đại cử tri này sẽ là người đại diện để bỏ phiếu cho ông làm tổng thống. Thì trong đơn kiện này họ cho rằng tình trạng gian lận và lạm dụng đã khiến kết quả bầu cử dự kiến ở Nevada không hợp pháp. Vụ kiện mà chiến dịch Tổng thống Trump tập trung vào là những cái máy mà xác minh chữ ký của là có cái sự sai sót của những cái máy xác minh chữ ký ở Nevada. Thì máy này đã được sử dụng ở hạt Clark, bao gồm cả là Las Vegas, thành phố đông dân nhất ở tiểu bang. Thì chiến dịch của Tổng thống Trump còn cáo buộc các quan sát viên của đảng Cộng Hòa đã không tiếp cận được một cách có ý nghĩa với quá trình kiểm phiếu ở đây. Giống như chúng tôi hay đưa tin, thưa quý vị, là những cái tổ chức mà về bầu phiếu đó, họ không có cho những thành viên của đảng Cộng Hòa, những người quan sát phiếu bầu đó, là đứng ở trong một cái khoảng cách thích hợp để mà người ta có thể người ta thấy được là những cái người kiểm phiếu nó có đúng hay không, kiểm phiếu check chữ ký có đúng hay không, hoặc là có check ID đồ này nọ hay không. Thì những cái khoảng cách đó nhiều khi là lên tới là 12 feet, rồi xong sau đó là 6 feet, nhưng mà cho họ đứng 6 feet, xong sau đó lại dời cái bàn đi ra một cái chỗ khác nữa. Nên là cuối cùng họ nói là họ không có khả năng để mà họ thấy, họ đứng xa quá sao mà thấy được là mấy người kia làm cái gì. Và thưa quý vị, là cũng không có cho quay phim chụp hình nữa. Cho nên đó là một trong những cái lý do mà cái ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump họ đã đệ đơn kiện lên Nevada, và hiện nay cái kết quả vẫn chưa có được certify. Dạ. Cái này rất là quan trọng, tại vì Tổng thống Trump á, là cái này là cái vụ kiện, quý vị có đôi khi quý vị sẽ hiểu là giống như là Tổng thống Trump đăng kiện, dạ không. Dạ, có nhiều quý vị nói, ô Mỹ Linh là Tổng thống Trump kiện không, mà phải là ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump kiện. Đó, cho nên nó khác, và Tổng thống Trump kiện nó không có giống như vậy, tại vì đây là một cái cuộc bỏ phiếu của người dân. Và Tổng thống là một người ứng cử viên, và đó cho nên là không có việc là Tổng thống sử dụng quyền hạn của mình hay bất kỳ một điều gì để mà gọi là ảnh hưởng tới cái kết quả bầu cử cho Tổng thống. Mà là những người đi kiện cho Tổng thống là ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump. Cho nên là khi mà ủy ban tranh cử này đã nhận thấy được những cái sai sót của các tiểu bang hay là Michigan hay là Nevada, họ không có được quan sát những người mà gọi là những người làm việc ở trong các phòng phiếu, họ làm việc như thế nào, họ scan cái lá phiếu ra sao. Tại vì họ làm việc là gì, họ scan, đầu tiên họ scan cái envelope, họ scan rồi sau đó mở cái envelope ra, lấy những cái lá phiếu mà quý vị bầu ở trong đó, chạy qua máy để mà kiểm đếm. Đó, thì như vậy thì cái quá trình đó scan như thế nào, khi mà scan đó nó có hiện lên chưa, đúng không? Hay là scan xong rồi xếp vô đó nó là bị bỏ quên, giống như là những cái lá phiếu ở tại Georgia. Và đã có những cái cáo buộc là những cái nhân viên ở sở bưu điện, thưa quý vị, khi mà họ stamp cái envelope á, là họ không có stamp đúng ngày, nhưng mà họ là đổi ngày. Họ đổi ngày ngược lại, thưa quý vị, đáng lẽ là stamp đúng cái ngày đó là cái ngày là cái phiếu bầu đó vô giá trị, đúng không? Đến sau ngày 30 tháng 10 là vô giá trị, thành ra họ lại đem họ đổi ngày ngược lại, cái xong họ stamp. Cái đó có những cái cáo buộc về chuyện đó, và những cái ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump đã có những cái bằng chứng về chuyện đó, chứ không có thể nào nói là không có bằng chứng. Khi mà đưa ra tòa, quý vị nghe những cái đài truyền thông thổ tả CNN, MSNBC rồi này nọ, với lại New York Times, thì đó là những cái đài mà họ binh vực Tổng thống, binh vực bên phía ông Joe Biden, mà ông binh vực đảng Dân Chủ, mà thành ra họ đổi trắng thay đen hết. Họ muốn là có lợi cho đảng của họ ra, họ đưa ra tin tức đó không vui. À, họ nói rất là vui đó là ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump đã đề đơn kiện mà không có bằng chứng. Người ta không có bằng chứng sao đi kiện được. Phải có bằng chứng. Với lại sẵn đây, Nam Quang cũng thông báo một cái bản tin luôn, là Nam Quang muốn nói với quý vị là cái bản tin mà Đức Giáo Hoàng Francis như là chúc mừng ông Tổng thống ông Joe Biden thắng cử, là cái bản tin đó là sự thật nha quý vị. Lên trên internet đi, tất cả các báo họ đều đưa tin, cả
cả báo Dân Chủ và báo Cộng Hòa đều đưa tin cả, chứ còn không không có phải là một cái bản tin tin giả nha quý vị nha. Đó là cái bản tin mà chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị biết chuyện đó. Yeah. Nhưng mà bên cạnh đó, Việt Catholic á, Việt Catholic là một cái đài truyền thông mà chính thức của Vatican được đồng ý để mà đưa những bản tin của Vatican, thì Việt Catholic lại nói là không đúng, Đức Giáo Hoàng lại không có nói câu này. Nó cho nên là bây giờ đó thông tin nó hai phía và nó làm cho mình rất là rối thông tin luôn. Tất cả các hãng truyền thông, cả tin vịt, tin tin đúng, tin gà, tin gì, tin chó, tin heo gì đó đều đưa tin là và ngay cả cái website của Đảng Dân Chủ họ cũng đưa tin là Đức Giáo Hoàng đã gọi điện thoại và chúc mừng cho ông Joe Biden. Thành ra anh tin chắc là cái bản tin thật sự, còn việc Catholic thì cái đó là cái cũng là nhảm nhí à. Mình phải cái này mình phải check. Check rồi đó, check rất là nhiều rồi. Ok. Đội cái mũ Trump lên là quý vị thấy không? Bữa nay đội cái mũ trắng. Thấy mũ trắng đẹp không quý vị? đổi màu. Thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin. Đổi màu là đổi đỏ sang trắng thôi chứ không có đổi sang xanh nha. Không có đổi sang xanh. Xanh là Dân Chủ đó, không có đổi. Dạ, và tiếp đến nữa thưa quý vị là một bản tin liên quan đến Ukraine. Khi mà chúng ta từ nãy giờ nghe nhiều bản tin liên quan đến cuộc bầu cử của nước Mỹ rồi, thì chúng tôi gửi đến cho quý vị một bản tin liên quan đến Ukraine đã bắt giữ 44 máy bay chở khách của Nga đến với Crimea. Theo cơ quan an ninh của Ukraine gọi tắt là SBU thì nước này đã bắt giữ 44 máy bay chở hành khách của Nga đến Crimea kể từ khi Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào nước này. Tuy nhiên, tên của các hãng hàng không thì chưa được tiết lộ. Cơ quan an ninh của Ukraine cho biết là hành động pháp lý của Ukraine được thực hiện trong khuôn khổ các điều khoản về việc các hãng hàng không nước ngoài đã vi phạm các quy tắc về các chuyến bay quốc tế và vận chuyển trái phép người qua biên giới của Ukraine. Và theo SBU, tức là cơ quan an ninh của Ukraine, thì bước đi này sẽ giúp cho việc giới hạn các chuyến bay của hãng hàng không và kể các đến từ các nước châu Âu. Và hiện tại thì Ukraine còn áp đặt các phương thức này với 37 hãng hàng không của Nga khi mà thực hiện các chuyến bay thường xuyên tới bán đảo Crimea. Và trước đó thì văn phòng của công tố Crimea cũng đưa ra thông báo rằng các vụ bắt giữ tương tự sẽ được áp dụng với 109 các máy bay của Nga khi mà thực hiện các chuyến bay chở hành khách thường xuyên đến với Crimea, thưa quý vị. Dạ, thưa anh, bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin tiếp theo là cũng liên quan đến tổng thống, vị tổng thống thân yêu của chúng ta, thưa quý vị, đó là tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị, theo cái kế hoạch là tổng thống Donald Trump sẽ đến Florida, đến cái dinh thự của ông là Mar-a-Lago, thưa quý vị, để mà nghỉ cái dịp lễ tạ ơn này. Nhưng mà cuối cùng là tại vì cái tình hình mà nó đang căng thẳng trong cái chuyện mà tranh chấp về pháp lý về cái cuộc bầu cử của ông với lại ông Joe Biden, nó đang căng thẳng quá cho nên cuối cùng là Nhà Trắng đã, Tòa Bạch Ốc đã bỏ cái quyết định là đi nghỉ dưỡng của ông Donald Trump và gia đình ở Florida mà quay trở lại ở trong Nhà Trắng để đón cái lễ tạ ơn luôn, thưa quý vị. Thì họ nói là bây giờ vào cái thời gian mà dầu sôi lửa bỏng như vậy, tổng thống không nên đi đi nghỉ dưỡng ở nơi xa nữa mà phải ở ngay tại phủ tổng thống, là ở ngay tại Tòa Bạch Ốc để mà điều khiển, để mà tất cả những cái chuyện gì mà nó có thể xảy ra thì ông có thể ông giải quyết một cách nhanh chóng và đúng đắn được, cho nên là không có đi Florida mà phải ở lại Tòa Bạch Ốc để đón. Thôi khỏi nghĩ luôn. Khỏi nghĩ luôn, bây giờ nghĩ gì nữa. Ok, năm nay mất chỉ, Thanksgiving mất rồi. Không phải, vẫn đón ở đó, vẫn đón lễ tạ ơn. Making sure vẫn có đúng rồi, vẫn có lễ tạ ơn ở tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng thưa quý vị, nhưng mà là không có đi xa thôi chứ phải ở đó, tại vì bây giờ trời ơi, giờ là quân địch đang tứ bề, mà gọi là tứ bề thọ địch rồi, quân lính đang đánh tùm lum, đánh quá trời quá đất luôn, mà cuối cùng là tướng lại đi chơi sao được, tướng phải ở ngay tại phủ tổng thống, tại bộ tham mưu để mà chỉ huy quân sĩ đánh giặc, chứ không thể nào mà đi chơi được, không có chỉnh bản được. Vậy phải sau khi phải sau ngày 20 tháng 1 khi mà tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 46 đó, thưa quý vị, thì lúc đó thì muốn chơi cái gì thì chơi, còn bây giờ là phải ở Tòa Bạch Ốc để mà chỉ huy cái chiến dịch đánh đấm tụi Dân Chủ thổ tả. Dạ, thật sự là đây một cái hy sinh chứ. Và đúng như vậy, lúc này thì là lúc mà tổng thống phải tập trung cho cái công việc. Đúng rồi, nếu mà không tập trung là bây giờ sao, quân sĩ
quân lính họ đang hăng say họ đánh giặc mà họ thấy tướng mình đi chơi họ đâu có phục đâu. Họ nói ủa tại sao bây giờ mình đang ở ngoài mặt trận mình đánh đánh nhau cực quá trời mà tự nhiên tướng đi đi hưởng này nọ ra. Tướng là phải lúc nào cũng sát cánh với lại quân sĩ lúc nào cũng phải sát sát cánh với lại vua, sát cánh với lại tướng để mà đánh giặc chứ còn nếu mà không thì thôi cuối cùng là banh banh ta lông hết. Tụi dân chủ nó rất là nguy hiểm, chúng ta phải phải sát cánh để đánh nó. Và kính thưa quý khán giả đến đây thì xin mời quý vị một lần nữa vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị.